đây thì mình cũng từng dùng máy lọc không khí nhiều năm rồi. Thì sau khi mà chuyển nhà qua nhà mới thì mình cũng không thể nào thiếu được máy lọc không khí. Mình thấy là máy lọc không khí là rất là tốt cho trẻ em, tại vì nhà mình có ba bé nhỏ mà. Mình nghĩ là môi trường hiện nay, nhất là những cái môi trường ở thành phố như mình sống, Hà Nội và Sài Gòn thì rất là ô nhiễm. Mỗi khi mà mình mở cửa ra và mình đóng lại, mình mở ra khoảng vài tiếng xong mình đóng lại thì mình sờ lên các trên bàn, các mặt phẳng thì đều thấy là bụi bám nhiều vào tay. Và khi mà sử dụng máy lọc không khí thì mình thấy là không khí trong nhà rất là trong lành và không bị cái hiện tượng bụi bám nhiều vào tay nữa. Máy lọc Aerospeed này thì mình nghe các mẹ nói rất là nhiều trên các diễn đàn. Mọi người thường hỏi nhau là nên dùng máy nào tốt, máy nào không. Thì mình thấy các mẹ nhắc đến máy của mình nhiều và cũng khuyên dùng. Mình thấy cái máy lọc không khí Aerospeed này có thiết kế rất là đẹp. Mình thích cái thiết kế này, rất là phù hợp với ngôi nhà của mình. Thứ hai là các bảng điều khiển này rất là dễ sử dụng. Ngay khi mở cái máy này ra thì mình thấy là không khí rất là trong lành và tỏa ra mát mẻ.